Xin chào quý vị, xin chào quý vị đến với đợt diễn nghiên cứu tiền toán. Đây là bài giảng thứ khi buổi bài giảng đặc trưng trong một chương trình chúng cùng diễn. Thế đây là bài 6 thứ bảy cũng ở những bài giảng này có những chủ đề rất là rộng, khoa học kỹ thuật và giáo dục nữa. Thì hôm nay là đầu tiên mà không chỉ là bài giảng mà có một trang bài giảng là thảo luận nhiều hơn về một cái chủ đề rất là mới, đó là chủ đề giáo dục trực tuyến. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái rất thú vị, bởi vì là một chủ đề mà không chỉ chúng ta, về Pháp, về Mỹ, học đông về mọi người chúng ta. Ai cũng biết rằng đây là chìa khóa cho tương lai, nhưng không ai biết là chìa khóa nó như thế nào, con đường người ta làm sao. Ai cũng làm cái gì đó mà chưa ai biết được mô hình tương lai trực tuyến như thế nào. Mặc dù rất là phát triển rồi, tất cả người trong khi hoàn cảnh đó mày mò đầu cả. Thế cái đó chúng ta mới cùng em làm cho thế giới thú vị và cơ hội chúng ta không thể đi sau. Em đã hoàn toàn có thể bắt bất kỳ thực tế là một gì đó. Thế rất hình thân hành được có ba diễn giả có đầu tư nghiên cứu về vấn đề giáo dục trực tuyến, cái trình bày vấn đề của chúng ta và hy vọng là có thời gian để trao đổi thêm. Thứ nhất là Tuấn, Vi Hoàng Tuấn, cán bộ của viện kỹ thuật sinh toán. Thứ nhất thứ hai là anh Dương Minh Vũ, giám đốc viện Foreman Hồ Chí Minh. Đây là đầu tiên được thực hiện cái giải pháp trực tuyến chúng tôi đã phù hợp với buổi chiều ngày hôm nay. Và chương trình thứ ba là chúng ta Văn Dương, người hết sức là tâm huyết và đầu tư rất nhiều trong cái không chỉ nghiên cứu mà triển khai giáo dục trực tuyến ở Việt Nam, và hy vọng là có diễn giả chia sẻ cho chúng ta nhiều kinh nghiệm và đặt ra những câu hỏi để cùng mở rộng cơ sở hữu ích của mình. Xin mời anh Tuấn. Tôi không sao được,
thành và phát triển của Facebook. Tôi sẽ nói qua về lợi ích và các thách thức mà chúng ta có thể gặp phải với Facebook, và một chút về công nghệ. Facebook là một sự phát triển công nghệ giáo dục trực tuyến. Phần cuối cùng là phần kết luận, sẽ có một câu kết luận rất ngắn gọn và sẽ mở ra một số vấn đề mà chúng ta có thể thảo luận. Tôi nghĩ là những vấn đề này thì các tổ chức giáo dục trên thế giới cũng đang tranh cãi, nhiều tổ chức là chưa có cái quyết định cuối cùng. Đầu tiên là chúng ta đã đi xem tầm MOOC là gì. Thì theo tên gọi của nó thì MOOC chứng nhận là một khóa học course, và khóa học này thì là trực tuyến online. Và những khóa học trực tuyến này thì thu hút được lượng lớn người tham dự và trên một phạm vi rộng, nghĩa là không có giới hạn về khoảng cách. Một khóa học tổ chức ở tại từ một trường đại học của Mỹ có thể là người Việt Nam, sinh viên Việt Nam hay sinh viên của Úc hay sinh viên của bất kỳ đất nước nào có thể đăng ký tham dự. Và cuối cùng là những khóa học này được truy cập và có thể học miễn phí qua mạng internet để tìm open. Thì nhờ MOOC thì cái việc học trở nên là dễ dàng hơn cho tất cả mọi người và ở mọi nơi và miễn phí. Thì ở trên Wikipedia có một cái poster về MOOC mà tôi nghĩ rất hay, đó là thì như trên màn hình thì là chúng ta có thể thấy là đầu tiên từ massive, thì đây là tính có thể mở rộng. Massive có thể là 1.000, có thể là 10.000, có thể là 100.000. Cái tính open đây là open cho đăng ký, có thể open qua về nội dung. Và tính open, tính mở thể hiện ở chỗ là nó miễn phí. Và cái từ khóa học, từ course khóa học thì nó mang ý nghĩa là nó như một khóa học thông thường, nghĩa là có thời gian biểu, có ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Các trường đại học thì đang tranh cãi về mặt là khóa học đấy có tín chỉ hay không. Về mặt truyền thống, về mặt sơ khai thì MOOC là không có tín chỉ, tuy nhiên là một vài trường đã đưa MOOC đưa các khóa học có tín chỉ và thực tiễn. Và vai trò, chúng ta có thể nói là vai trò của người giảng viên, của giáo viên, của những người trợ giảng. Do là khóa học trên mạng nên cũng MOOC cũng đề cao cái việc là cộng đồng tập trên mạng và cái tương tác giữa các thành viên tham gia. Thì về cấu trúc của MOOC, chúng ta có thể thấy là trước tiên là có những cái bài giảng, thì thường là dưới dạng video bài giảng, có tài liệu môn học, thì tất cả các dạng môn học khác, có các hướng dẫn, có các bài tập và bài kiểm tra. Các bài tập và bài kiểm tra này thì nhằm giúp cho học viên là nhớ được bài ghi như trong học của truyền thống của chúng ta. Và MOOC còn có những diễn đàn trao đổi này liên kết giữa các giảng viên và các trợ giảng học viên, để tạo thành cộng đồng người dùng, đồng thời là nâng cao tính tương tác của những thành viên tham gia. Về hình thành và phát triển thì chúng ta có thể bắt đầu từ cái trào lưu về tài nguyên giáo dục mở, Open Educational Resources, và thường ban đầu thì tài nguyên giáo dục mở này thường dạng là tài liệu, văn bản và media, là video và năm 2008 MOOC hình thành thì là sự kết hợp giữa là một hệ thống quản lý học tập và những cái tài nguyên giáo dục mở này. Năm 2011 thì đại học Stanford mở ra ba khóa học và cho sinh viên khắp nơi đăng ký, và những khóa học này đều có trên 100.000 sinh viên đăng ký. Đặc biệt là khóa học nhân công trí tuệ nhân tạo thì là có 160.000 người tham gia. Chính nhờ sự thành công này thì bắt đầu là hai số các giáo sư của các khóa học này đã hình thành cái nền tảng cung cấp các khóa đào tạo trực tuyến là Coursera và Udacity. MIT cũng có một cái nền tảng cung cấp giáo dục trực tuyến là MITx. Thì đến tháng 3 năm 2012 thì đại học Harvard hợp tác với MIT với cái nền tảng này và đổi tên nó thành MITx. Thì ở đây
nhưng mà nhấn mạnh là Coursera, EdX và Udacity là ba tổ chức cung cấp khóa học trực tuyến lớn nhất trên thế giới. Tất nhiên là Coursera là lớn nhất. Nên chúng ta sẽ nói thêm một chút về Coursera. Thì ban đầu cái khóa học trực tuyến này là cho các trường là các khóa học cho trường đại học. Tuy nhiên là đến tháng 11 năm 2012 cũng mở ra là MOOC cho trường trung học phổ thông high school. Thì cái trào lưu MOOC này nó phổ biến trong năm 2012 đến nỗi là thời báo New York đã gọi năm 2012 là năm của MOOC. Tháng 1 năm 2013 thì Udacity cung cấp các khóa học MOOC có tín chỉ. Như tôi đã nói là ban đầu không có tín chỉ và miễn phí, nhưng mà bắt đầu người ta đã nghĩ đến việc là tận dụng cái thế mạnh của nó, người ta đã cung cấp khóa học có tín chỉ, có thi cử và có thu tiền. Một thống kê trên Coursera là cộng đồng là cái nền tảng cung cấp khóa học trực tuyến lớn nhất. Thì đến tháng 6 năm 2013 thì có 3,5 triệu học viên trên cái mạng này. Và trong đó người ta thống kê là có trên 200 học viên là đã từng trải qua, trên 100 học viên đã từng trải qua trên 220 khóa học, và trên 900 học viên đã từng trải qua 10 khóa học. Và người ta còn có sinh ra cái cụm từ là chứng nghiện MOOC, nghĩa là người ta thích học MOOC đến nỗi là suốt ngày người ta cứ vùi đầu máy tính ở lên mạng để học khóa học trên mạng như này. Thì tất cả các trường đại học cũng nhận rõ được tầm quan trọng của việc là triển khai cái học trực tuyến và triển khai đào tạo từ xa, và từ này nó ảnh hưởng đến chiến lược đào tạo của họ. Nó giúp cái việc triển khai đào tạo trực tuyến và đào tạo từ xa như này giúp mở rộng phạm vi của các khóa học của các trường đại học trên toàn thế giới. Ngoài ra là một số trường đại học như Đại học Yale thì cũng tham gia vào Coursera từ năm nay thôi. Đại học Yale thì cũng đã có kế hoạch là phát triển những cái phương pháp dạy học mới dựa trên việc là tích hợp công nghệ trực tuyến. Chúng ta xem danh sách một số trường đại học hợp tác với Coursera. Thì như giới thiệu thì Stanford là trường